Bản tin phòng chống dịch COVID-19 ngày 7 tháng 5 của Bộ Y tế cho biết có 1.952 ca mắc mới, giảm gần 1.000 ca so với ngày trước đó, không có ca tử vong. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.575.883 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 120 trên 231 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ 1 triệu người, có 116.983 ca nhiễm. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 738 ca. Như vậy, tổng số ca được điều trị khỏi là 10.627.262 ca. Ngày 7 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Lưu Văn Quốc, 29 tuổi, ngụ ấp 1, xã Phong Thạnh, huyện Cầu Kè về hành vi cưỡng dâm. Theo điều tra, khoảng tháng 11 năm 2022, Quốc quen biết bạn gái 17 tuổi, ngụ xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè. Thông qua mạng xã hội, bạn gái có gửi cho Quốc một số hình ảnh nhạy cảm cá nhân. Cuối tháng 1 năm 2023, Quốc đe dọa đăng ảnh nhạy cảm của bạn gái lên mạng để ép buộc người tình quan hệ tình dục với mình nhiều lần, rồi sử dụng điện thoại quay phim chụp ảnh lại. Sau đó, Quốc tiếp tục đe dọa yêu cầu bạn gái phải cho Quốc mượn tiền. Đến ngày 13 tháng 4 năm 2023, nạn nhân trình báo sự việc đến cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Quốc đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Quốc Khánh, giám đốc chi nhánh công ty Busan và Trần Ngọc Dân về hành vi buôn lậu. Trước đó, tối ngày 12 tháng 4, trinh sát Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra xe đầu kéo ở khu vực bãi đất trống, đường Võ Chí Công, phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện có 4.171 thùng sữa Ensure, Lucena và Horizon, dư 521 thùng so với khai báo hải quan. Thời điểm làm việc, Khánh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ có liên quan lô hàng. Qua làm việc, các đối tượng khai, lô hàng trên do Khánh tổ chức nhập khẩu từ Mỹ về Việt Nam tiêu thụ qua công ty Busan. Khánh biết rõ sản phẩm sữa nhãn hiệu Ensure trên bao bì có thông tin là không được bán tại Việt Nam hoặc Mexico. Để nhập khẩu, Khánh nhờ một cán bộ chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm của tỉnh Nam Định làm giả thủ tục công bố sản phẩm với 3 mặt hàng sữa nhãn hiệu Ensure, Lucena và Horizon với giá 10 triệu đồng. Ngày 1 tháng 2, Khánh mua toàn bộ lô hàng trên của Thúy ở Mỹ với giá 50.000 đô la Mỹ, trong khi giá bán tại Việt Nam là hơn 4,6 tỷ đồng. Thúy gửi email cho Khánh về hợp đồng trên. Sau đó, Khánh sử dụng giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trên để nhập khẩu trái phép 3.411 thùng sữa nhãn hiệu Abbott Ensure Original Nutrition Track Vanilla từ Mỹ về Việt Nam trị giá hơn 3,6 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Khánh chỉ đạo Dân chỉnh sửa các dán chữ ký, số liệu thấp hơn thực tế và đơn giá hàng nhập khẩu để khai báo hải quan nhằm giảm thuế phải nộp. Khánh yêu cầu Dân khai báo và truyền dữ liệu tờ khai đến cơ quan hải quan thấp hơn thực tế số lượng 521 thùng sữa các loại, trị giá hơn 574 triệu đồng. Ngày 7 tháng 5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết đang xác minh và truy tìm 4 đối tượng đã thực hiện hành vi ném bom xăng, đập phá xe tải đậu trên đường giữa đêm khuya. Trước đó, khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày, 4 đối tượng đi trên 2 chiếc xe gắn máy vào khu dân cư thuộc xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom. Khi đến gần xe tải đậu trên đường của gia đình anh Trần Khánh, ngụ xã Bắc Sơn, nhóm người dừng xe. Sau đó, 2 người ngồi sau thực hiện châm lửa vào bom xăng, rồi ném về phía chiếc xe tải. Một nữ công nhân bị một đối tượng có tên nickname Trần Lệ Giang, tự xưng là nhân viên của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, dụ dỗ lừa chuyển 5,9 triệu đồng vào tài khoản để lấy lại mật khẩu ứng dụng VSSID của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Trước đó, người này tư vấn cho nạn nhân rằng nếu muốn lấy lại mật khẩu phải đặt tiền cọc, số tiền này sẽ được chuyển trả lại sau khi nhận được mật khẩu. Để tạo lòng tin, đối tượng đề nghị nạn nhân lên hồ sơ qua cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, gồm chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hai mặt, mã sổ bảo hiểm xã hội, thông tin cần thay đổi, địa chỉ tạm trú, số điện thoại cấp mật khẩu VSSID, số tài khoản lãnh lại tiền cọc. Sau đó, đối tượng này còn yêu cầu, trong quá trình lên hồ sơ, chị phải đặt cọc ủy quyền cho thanh tra số tiền 900.000 đồng để đảm bảo đây là mã số sổ và số điện thoại của chị.
Sau khi kiểm tra tờ khai hồ sơ, nạn nhân đã chuyển 900.000 đồng vào tài khoản Phạm Thị Trinh Nguyên. Sau đó, đối tượng tiếp tục nhắn tin gọi điện cho chị qua ứng dụng Messenger, thông báo nội dung chuyển tiền ghi không đúng sẽ bị phạt 10 triệu đồng. Nạn nhân đã chuyển tiếp vào số tài khoản này 5 triệu đồng và sửa lại nội dung chuyển tiền đúng theo yêu cầu. Tuy nhiên, đối tượng này lại thông báo với chị rằng để nhận lại số tiền đặt cọc, chị phải chuyển thêm 11 triệu 800 ngàn đồng để lập tài khoản điện tử chuyển lại tiền. Thấy nạn nhân không chuyển thêm tiền, đối tượng còn tiếp tục gọi điện rằng số tiền 5 triệu 900 ngàn đồng đã đóng chưa được khai báo thuế và cơ quan thuế phát hiện chị là người trốn thuế. Biết mình bị lừa, nạn nhân đã liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội thì được Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Chăm sóc Khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hỗ trợ lấy lại mật khẩu ứng dụng VSSID mà không phải trả bất kỳ một khoản phí nào. Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định tất cả các dịch vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đều không phải trả phí. Bất kỳ đối tượng nào yêu cầu người dân trả phí dịch vụ đều là hành vi lừa đảo. Tại trận chung kết 60kg nữ trước đối thủ không quá vượt trội, Kesini Tapthai, Thái Lan, Phương Thảo chơi chắc chắn ra các đòn mạnh để dồn đối thủ vào thế chống đỡ. Khép lại trận đấu, cô đã chiến thắng 8 năm để có 8 huy chương vàng cho mình, cũng như góp thêm thành tích vào cho đoàn thể thao Việt Nam. Trong khi đó, Nguyễn Thanh Liêm, 60kg nam, lọt vào chung kết của nội dung trong một thể trạng chưa sung sức nhất bởi gặp thời tiết nóng tại Campuchia chưa quen nên bị ốm sốt. Khép lại trận chung kết, Thanh Liêm thắng Emmanuel Santores, Philippines với tỷ số 9-1. Khi đạt ở điểm số này nghĩa là khoảng cách 10 điểm giữa hai bên, Thanh Liêm được sự thắng tuyệt đối. Tấm huy chương vàng của Phương Thảo và Thanh Liêm đang giúp Vovinam Việt Nam có được 3 tấm huy chương vàng vào lúc này tại SEA Games 32.